Chào nha. Ăn chưa? Đây anh em, hôm nay sếp sẽ thể hiện kỹ năng sếp cắt con dao cắt nữa, sếp chơi bật lửa luôn. Bởi vì là dao cắt bị hỏng rồi. Nối bằng đầu dẹp luôn. Đây đây anh ra. Ngắn rồi. Sếp hôm nay chơi sang luôn. Đây là kỹ năng bấm dẹp không cần dao cắt. Anh em hiểu không? Chú hiểu không? Anh nói gì em không hiểu. Dài quá. Bật lửa. Ngắn. Nhưng sao anh cầm dao rồi. Em quên leo đó. Em quên lắc chỗ này. Nằm mọt đó. Mà đi nó làm anh ạ. Trên ra cái đi xuống xe này mình. Toàn ba chỗ phán là biển đi. Ăn lừa bằng một tật rồi. À, lát chỗ này. Đang quay hả? Quay ăn cứ nó mà ở trên phán là xu xiên là được tao là kích chí vào trên phán ạ. Đồ có đi cho mà. Bởi con nó giờ con nó đi xu giờ. Liêm. Liêm. Các con là thôi à? Nó nghĩ á. Nó có thôi nó nghĩ á anh ạ. Nó lát hắn đó. Nó nghĩ hắn nó thôi tạm nghĩ thôi. Nghĩa nó là anh cầm điện lên hết này. Anh ơi, quay anh ngồi nhìn ghê. Đây anh em thấy không, 20.31 nhá, cực chuẩn luôn. Dao nó bị hỏng đấy, nó đơn giản. Sếp không biết làm chứ tốt cắt dao bao giờ hỏng bao giờ đâu. Đó cái nữa gì anh lấy đi chứ em tay dư dây tay. Khi mà xong rồi thì anh em giấy bạc này không quấn này. Đây là cái đồ nối cáp quang diệp quang. Như anh em trong nghề gọi là mang sông. Mang sông á? Mang sông bé, mang sông lớn. Việc anh bỏ trong túi anh đó. Anh giữ cái dây em xem thấy túi rồi mà. Đây. Khó anh em.
Alo anh Nguyễn à. Em sang nè. Anh đang làm gì đó? Anh làm thế này hỏng hết mất quẹt của em rồi. Hôm nay đi theo sếp sướng mọi người ạ. Để sếp làm quần người quay. Mấy khi được gần sếp. Một tháng chắc gần nhau được chục ngày dây nhiêu. Hay nhờ. Chia giải tin anh. Lấy lên đấy cô luôn. Hay lấy dây khác. Anh cầm máy đi để em giam cắt do em cột. Chạy vào nhà là tắt luôn cái wifi đi nhá. Để tí. À không. Ờ. Tắt ba sự cố. Nhà ta trong nhà có chó to này. Không. Mình không cắn đâu. Ai mới chơi được. Hello mọi người, mình là tốt đây. Nhanh lên.